Chào mọi người, mình là Duyên, một cô gái với bao mơ ước và hoài bão. Thế nhưng... Rồng mà ngu rồi bị hay. Cái loại như mày cũng đòi chi vào mọi thương á. Mày không nhìn lại bản thân mày á. Đồ trúc trú. Hey, mình đã cố gắng đến thế rồi mà. Điểm thấp thế này thì làm sao mà động cơ chứ. Hay là... Liệu con có đỡ Phật tu không thầy? Mình không tin là mình không làm được. Được rồi. Đồ ăn cả đã về không? Mình quyết tâm học để đậu vào môi trường mơ ước. Và rồi cuối cùng, mình cũng đã chạm tay vào bia đá mơ ước. Đến với môi trường mới, mình đã gặp được những người bạn mới và có những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy như chú đom đóm, dù bị màn đêm bao trùm, nhưng đâu đó vẫn le ló lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Và ánh sáng ấy có thể không rực rỡ huy hoàng, nhưng chắc chắn không bao giờ vụt tắt. Cảm ơn cậu nhé, chú đom đóm, vì cậu đã xuất hiện và ném cho tớ một tia sáng trong lúc tớ đang lạc lường giữa màn đêm tối. Mày yêu cậu nhiều. Mình đã sẵn sàng, còn bạn thì sao? Năm ngoái thì chị đi nhập học, nó trời nó mưa to ấy và mọi người rất là vẫn dù là trời mưa nhưng mọi người vẫn rất là nhiệt tình để tham gia những cái hoạt động ngoài lề như thế này. Và năm nay thì thời tiết ủng hộ và các em đến rất là đông và chị thấy ai cũng rất là năng nổ và nhiệt tình. Thì đầu tiên chị chúc mừng mấy đứa đã đỗ vào trường Đại học Ngoại thương. Thì chị muốn nhắn nhủ là đừng quá bị stress vì việc học tập. Hãy cứ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, vui chơi thật nhiều vào. Và sau một năm thì mấy đứa sẽ học được rất là nhiều điều từ Đại học Ngoại thương. Cô rất là vui và đến đây thì thấy các bạn nhiều bạn năng động, là cô rất phấn khởi, cũng mong là sau này con của cô cũng được như các bạn ở đây. Về thời tiết hôm nay khá là mát mẻ và thấy tất cả mọi người cũng như là tất cả các bạn ở K62 đều có một cái tâm trạng khá là náo nức, như là khá là mong muốn đến cái ngày trường học này. Đầu tiên là mình thấy mọi người kiểu ai cũng háo hức và rất là sôi nổi. Thì mình cũng cảm thấy như thế thôi. Cá nhân mình thì đã chuẩn bị được cái tâm lý như là cái tâm lý cũng như là cái tinh thần để tiếp tục một năm học trong môi trường mới. Còn về hành trang thì cũng đầy đủ tất cả mọi thứ để hỗ trợ cũng như là trong việc học của mình, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Trong những năm vừa qua thì mình đã tích góp kỹ năng thuyết trình và kỹ năng sắp xếp thời gian của mình. Mình nghĩ là mình vẫn còn mở rộng mối quan hệ nhiều hơn để có thể sống sót trong hành trình sắp tới. Chắc chắn là đây là cái ngôi trường mơ ước của mình và ở đây thì các anh chị cũng như là các bạn thì đều rất là tài năng. Nó sẽ là một cái môi trường rất là tốt để cho mình phát triển. Chắc chắn là có, bởi vì đây là nơi mà mình có thể kiểu kết bạn, giao lưu và học hỏi rất nhiều điều mới. Thế nên là mình từ đầu mình đã thấy nơi này là một nơi phù hợp để mình có thể phát triển bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Ở đây thì môi trường rất là năng động, như là mọi người thì đều giỏi và đều kiểu xuất sắc trong cái thế mạnh của mình. Thế nên là em nghĩ là em sẽ học hỏi được nhiều từ các anh chị cũng như là các bạn. Điều gì đã khiến bạn cố gắng đến như vậy? Thứ, ngày, tháng, năm, sinh, offspring. Có tất cả hoặc không có gì. Ta chỉ sống một lần trong đời. Nếu như không thử, sao ta có thể thành công? Hãy luôn tiến lên phía trước, bước ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Như những chú đom đóm, không bao giờ bị tắt.